tránh khỏi sấm sét và sợ hãi. Ngài hay miễn trừ nạn sấm sét, khiến cho bạn không bị sấm sét, không bị nước ngập chìm, không bị lửa thiêu, không bị cây đánh chết, không bị cây sắt đánh chết. Tránh khỏi đủ thứ sợ hãi sấm sét. Chúng ta không biết đạo lý ngũ lôi, nói đây là khoa học nói về điện âm điện dương, không sai, là điện âm điện dương. Nhưng trong đó cũng có kẻ chủ tể, chứ chẳng phải nó muốn thế nào thì thế ý. Sấm có thần sấm, sét có thần sét, các ngài đều là kim cang. Luận giáo nghĩa nói tiêu tai nạn. Luận nghĩa tức là đạo lý, bạn minh bạch giáo lý thì sẽ thay đổi tất cả hành vi hung ác, cho nên tai nạn gì cũng đều trừ khử sạch. Đại Phật đảnh thủ chú Lăng Nghiêm, nhờ gì mà tiêu trừ tai nạn này? Đó là nhờ linh văn di diệu của Đại Phật Thủ Lăng Nghiêm thần chú. Bắt đầu từ hội thứ ba chú Lăng Nghiêm: Ra Xà Bà Dạ, Chủ Ra Bà Dạ, A Kỳ Ni Bà Dạ, Ô Đà Ca Bà Dạ, Tỳ Sa Bà Dạ, Xá Tác Đa Ra Bà Dạ, Ba Ra Trước Yếu Ra Bà Dạ, Đột Sắc Xoa Bà Dạ, A Xá Nể Bà Dạ. Mỗi câu chú đều là trừ tai nạn. Sức lực của chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, là thần chú linh nhất, diệu nhất, không thể nghĩ bàn. Ha ha ha,